hai chào bạn, nay shop xe đạp Hummy xin giới thiệu mẫu bơm Gizo Micro Flow Pump. Thì cái mẫu bơm này á, giá của mẫu bơm này thì giá của nó là 270.000, 270.000 cây nha. Giá này không ship nha. Những ai ở xa thì vui lòng phải trả tiền hết thì shop mới ship, và ship phải tính tiền phí. Ví dụ từ đây ship ra Hà Nội phí nó là 301 là tổng thể luôn. Nếu mà ship từ đây ra Hà Nội là 310.000. Còn khu vực gần gần thì phí ship nó rẻ hơn. Đó. Đó là giao hàng qua Viettel Post nha các bạn nha. Còn cây này là bơm Gizo Sub Gizo CMC Mini Pump. Thì cây này giá nó là nguyên cây này bằng inox, cây này giá nó là 360.000 cây nha. Cây này 270, cây này 306. Cây này 306, cây này 270 nha các bạn nha. 270.000. Nè các bạn nha, 270.000, 360.000, 270, 360.